Thế giới này là nơi sinh sống của một loài sinh vật có tên Pokemon. Con người chúng ta cũng chung sống với Pokemon, chơi đùa như những người bạn và giúp đỡ lẫn nhau. Và đôi khi chúng ta chỉ muốn có những trận đấu thật là vui với những đối thủ khác. Chúng ta gần như hiểu biết hết mọi thứ về Pokemon hay chăng? Sự thật là còn rất nhiều vấn đề bí ẩn xung quanh Pokemon. Mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện về một bạn nhỏ tên là Tài chuẩn bị chuyển đến ở thị trấn Little Root ở vùng Hoenn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Cuộc phiêu lưu của chúng ta sắp bắt đầu. Hãy dũng cảm lên và bước vào thế giới biểu bối thần kỳ, nơi những giấc mơ, hành trình và những người bạn đang chờ đợi nha. Cuối cùng con đã đến. Đây là thị trấn Little Root. Con nghĩ sao? Đây sẽ là ngôi nhà mới của chúng ta đó hả? Được rồi, vào nhà thôi con. Con cũng thấy nơi này thật là đẹp phải không? Công ty vận chuyển đã giúp chúng ta sắp xếp và dọn dẹp. Họ làm việc rất là chuyên nghiệp đó hả? Cảm ơn vì đã làm việc rất là chăm chỉ nha, Machok. Bye bye, bye, bye. Phòng mới của con ở trên lầu đó. Bố của con mua cho con một cái đồng hồ mới để chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài, thật là dài sắp tới. Ở chơi cái game Pokemon nào thì con cũng phải lên chỉnh cái đồng hồ đó. Đi đi con, mấy anh em đang chờ con chơi kìa. Dạ, thưa mẹ. Đây là hình ảnh của đạo quán Betterbot, có thể cha của con được lên TV đó. Tôi là phóng viên đến từ đài truyền hình VTV3. Hiện tại thì game Pokemon người ta đang chơi mà trả cài, like và share. Với cái quảng cáo thật là tào lao để giúp cho mẹ nhớ ra một người bạn của ba con đang sống ở thị trấn này. Ông ấy là giáo sư Birch, ông ở bên phải nhà mình đó. Con nên chạy qua để chào hỏi đi. Ở nhà đấy có một đứa con gái đó, rủ nó chơi nhảy dây bắn bi cũng được. Dạ, thưa mẹ.
Dạ, cháu là Tài, mới chuyển tới nhà kế bên. Rất vui được gặp cháu. Bác có một đứa con gái bằng tuổi con. Nó đang ở trên lầu. Lên chào bạn đi con. Thêm bạn thêm vui. Dạ, vâng ạ. Trong cái game này là bắt máy hết tất cả các Pokemon điện thoại rồi up lên YouTube cho các bạn và anh em xem. À quên, mình phải đi ra ngoài giúp bố bắt vài con Pokemon. Hiện tại bố đang nghiên cứu tính cách Pokemon ở vùng này để làm bài báo khoa học cho thành phố Hồ Chí Minh. Gặp lại sau nha Tài, mình đi đây. Thằng ấy đã đi mất tiêu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy theo để tìm hiểu xem thằng ấy làm gì. Hey bạn ơi, tôi nghe thấy tiếng ngoài đó la hét ở trên trước kia kìa. Chúng ta nên làm gì đây? Ở đó cần sự giúp đỡ. Ok, tớ sẽ đi ngay. Giúp ta, giúp ta, giúp ta với. Trời ơi, cái con chó, giúp ta đi. Ê, thanh niên kia, giúp ta cái coi. Cái con sói này rồi, to mà di chuyển nữa, là cắn một phát là xong pin lên luôn đó. Trong cái cặp của ta có mấy quả cầu Pokemon kìa. Lấy đại một quán đó rồi quán lẹ lên đến đi. Như vậy tập 1 là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giờ phút này. Các bạn có thể đóng góp phát triển bằng cách bình luận ngay bên dưới. Hẹn gặp lại. Bye bye.